Chào các bác và anh em, hiện tại thì trong buổi sáng ngày hôm nay anh em chúng em đang set up một cái bộ combo gửi cho anh Toàn ở Bắc Linh. Bộ combo của anh thì bao gồm một đôi loa xe 99 kết hợp với cả X7 DAC và một mic VK3 1 này. Anh em chúng em sẽ chở bằng xe máy và xuống lắp đặt cho anh. Và nhà anh thì là ở Quế Võ. Đó. Một cái bộ combo bass 40 đánh rất là mạnh mẽ, cũng như là uy lực kết hợp với cả đẩy X7 cho cái giải âm sắc nó rất là ngọt ngào, trong trẻo. Và mic 3-1 hát rất là tuyệt vời, tiếng hát chân thực cũng như là chống hú zin mic. Các bác và anh em nào mà trong ngày hôm nay nếu có đang có nhu cầu mua cho gia đình nhà mình những cái bộ dàn âm thanh thì cũng có thể liên hệ trực tiếp vào bên em qua số online trên màn hình hoặc là để lại số điện thoại thì bên em sẽ hỗ trợ tư vấn. Hoặc không, các bác và anh em nào ở gần thì cũng có thể qua trực tiếp cửa hàng, đó là 107 phố Trần Nông Long Biên Hà Nội, thì bên em sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bác và anh em lựa chọn mua cho không gian gia đình nhà mình những cái bộ dàn âm thanh đó. Rất là tuyệt vời nha. Rồi, ok. Chúc gia đình anh Toàn có nhiều những cái trải nghiệm tuyệt vời cùng cái bộ dàn âm thanh mà mình đã chọn. Đó, hẹn gặp lại các anh em ở những video tiếp theo nhá. Bây giờ bắt đi ạ. Bắt đi nào gần nữa ạ.